Đây là quả quách mọi người ạ. Cái mùi của nó rất là thơm luôn các bạn ạ. Nó thơm như kiểu quả hồng xiêm chín ấy. Ở đây vỡ rồi. Mùi như kiểu mùi rượu trái cây ấy. Cái mùi lên men rất là mạnh luôn. Xin mời các bạn nha. Ngon phết. Wow. Mình thích cái vị này nha. Ngon đấy. Ăn không này cũng ngon rồi. Mình thích cái vị này ghê ạ. Phải nói là mình thật sự bất ngờ về cái quả quách này. Một cái loại quả mà mình thấy là ngon và hợp với khẩu vị của mình. Từ mùi hương cho đến là vị của nó. Một loại quả của Việt Nam mà 30 tuổi rồi mình mới được ăn thử. Khi bóc ra, mùi của nó rất giống với mùi của rượu trái cây. Và mùi của nó rất là đậm. Nó đậm đến nỗi mà mỗi khi mà mình cắn một miếng mình ăn, có cảm giác mình đang uống một chén rượu vậy. Quả này thì cái phần thịt của nó nhão nhão như kiểu là sinh tố ấy các bạn ạ. Nhưng mà quả này nó lại rất nhiều hạt. Và hạt của nó thì ăn nó giòn và nó hơi béo béo. Về vị của nó ấy, thì quả này mình thấy vị chua nhiều hơn là vị ngọt. Vị chua của nó ăn giống kiểu quả me thái mà nó chưa chín hết ấy. Ăn một lúc là cũng thấy hơi ê răng vì chua đấy. Khi mà trộn cái quả này với sữa ấy, thì ăn nó ngọt hơn, nó béo hơn. Nói chung là ăn cuốn đấy các bạn ạ.